Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng dùng kế đà thảo kinh xà nhắm vào Hoàng Trung Hải. Đà thảo kinh xà là kế thứ 13 trong tam thập lục kế của binh pháp Tôn Tử. Nghĩa của nó là đánh cỏ động rắn, tấn công vào xung quanh kẻ địch, khiến chúng hoảng sợ mà lộ diện. Tất cả những kế sách đó từ cổ nhân cho đến nay thì người Trung Hoa luôn dùng một trong các kế sách của binh pháp Tôn Tử để hạ đối thủ. Chỉ có 36 kế nhưng phép biến hóa của nó rất khôn lường. Chính những mưu người đã viết lên sách vở ấy, người dùng đã làm cho đối phương phán đoán sai và sau đó là kẻ tấn công ra tay hốt gọn. Chính chiến dịch đà hổ diệt ruồi của ông Tập Cảnh Bình đã dùng rất nhiều kế trong 36 kế này để thanh trừng những thế lực bất phục tùng. Là người noi theo ông Tập, ông Nguyễn Phú Trọng cũng lắm chiêu để đối phó và đối thủ, và cho đến nay ông đã hạ được rất nhiều người. Tại miền Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng kế để hốt Tất Thành Cang, và giờ đây cũng dùng kế đó, ông muốn hốt cả ba người còn lại, đó là Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người được cho rằng đã học tập rất chi tiết ông Tập Cảnh Bình. Được biết, Việt Nam là quốc gia độc tài toàn trị. Nhà nước không phải là công cụ cho luật pháp như những nước dân chủ, mà ngược lại luật pháp trở thành công cụ cho nhà nước, công cụ cho các quan chức của Đảng Cộng sản. Đó là điều khác biệt. Ở các quốc gia dân chủ, chỉ cần quan chức tham ô thì bộ phận tư pháp độc lập ra tay thực hiện. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hệ thống tư pháp tỏ ra bất lực trước những người có quyền cao chức trọng. Vì vậy, chống tham nhũng đối với đối tượng là những quan chức lớn thì cần phải có quyền lực của quan chức lớn hơn mới chống được. Chính vì vậy mà đôi khi chống không nổi vì kẻ bị chống đó có thế lực chân rết quá dày đặc. Ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng vất vả như anh lao công, phải tìm mọi giải pháp, phải tìm trợ lực chứ không thể đơn thân dùng luật pháp mà xử lý cho được. Luật pháp ở Việt Nam vẫn thường xuyên bị chính quyền trả đạp thì công cụ luật pháp làm sao trị được quan chức cỡ lớn. Việc ông Nguyễn Phú Trọng trước đây chống ông Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy. Ông dùng luật pháp có hiệu quả không hề đem lại điều gì. Việc loại ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Bộ Chính trị vào năm 2016 là ông đã dùng điều lệ đảng mà ông tự viết ra, tức là suất đặc biệt. Từ đó ông Trọng giành suất đặc biệt duy nhất và đẩy Nguyễn Tấn Dũng rớt khỏi Bộ Chính trị, mặc dù ông Dũng cũng quá tuổi y hệt như ông Trọng, hoàn toàn không có sự hiện diện của pháp luật trong trận so găng nổi tiếng này. Mỗi người ông Trọng sẽ dùng một kế khác nhau để trị, chứ không thể giống nhau được. Với Hoàng Trung Hải, người được cho là có quen biết với Bắc Kinh, là nhân vật mà ông Nguyễn Phú Trọng không dễ gì đưa vào lò như ông Đinh La Thăng. Vậy nên, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng kế sách của binh pháp Tôn Tử rất công phu. Đó là kế sách đả thảo kinh xà. Bước đầu tiên là đả thảo. Chức vụ lớn nhất mà ông Hoàng Trung Hải nắm giữ đó là chức bí thư thành phố Hà Nội. Trong hơn 4 năm sống và làm việc với tư cách là người đứng đầu thủ đô của Việt Nam, thì tất nhiên ông Hoàng Trung Hải đã xây dựng cho mình một hệ thống chân rết dày đặc không phải là ít. Việc này là bình thường, quan chức nào của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như vậy, chứ không riêng gì ông Hoàng Trung Hải. Cũng nhờ hệ thống chân rết như thế mà ông Lê Thanh Hải ở thành phố Hồ Chí Minh đã bám chặt vào, làm cho liên minh Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Nên vẫn chưa thể nào nhổ được. Hoàng Trung Hải có 5 năm để xây dựng hệ thống chân rết thì chắc chắn không thể nào bằng 20 năm của ông Lê Thanh Hải ở miền Nam. Tuy nhiên, với hệ thống chân rết 5 năm tuổi thì chưa chắc gì ông Trọng đã nhổ Hoàng Trung Hải thành công. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã chồng thêm tội cho ông Nguyễn Đức Chung thì Hoàng Trung Hải khó mà ngồi yên. Giới quan sát chính trị cho rằng Việt Bắc ông Nguyễn Đức Chung và lời cảnh cáo của ông Nguyễn Phú Trọng đối với Hoàng Trung Hải. Theo rất nhiều đánh giá, qua 4 năm làm việc chung với vai trò lãnh đạo số 1 và một số 2 của thành phố ở thủ đô, thì Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Đức Chung đã có sự phối hợp ăn ý và hai ông này đã có ý định liên minh chính trị để tiến vào trung ương. Tuy nhiên, tham vọng này sẽ đe dọa nhóm của Nguyễn Phú Trọng nên ông Trọng đã quyết phải ra tay trước. Đó là động thái liên minh rất quen thuộc. Nó cũng giống như Lê Thanh Hải đã từng liên minh với Lê Hoàng Quân và hai nhân vật khác nữa của thành phố này
để khuynh đảo Thủ Thiêm, gây ra bao nỗi đau và nỗi oan ngất trời cho người dân mà nay chính quyền thành phố và cả Trung ương cũng chưa hề xử lý được. Cũng tựa như bắt ông Tất Thành Cang để gửi lời đe dọa tới Lê Thanh Hải thì ông Nguyễn Phú Trọng đã chồng thêm tội cho Nguyễn Đức Chung để đe dọa Hoàng Trung Hải. Đó là hành động đánh cỏ để làm động rắn. Và câu hỏi được đặt ra là ông Nguyễn Phú Trọng đã đánh động bao nhiêu bụi cỏ. Ông Nguyễn Đức Chung là người đã liên minh với Hoàng Trung Hải trong thời gian gần đây nhất. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng thừa biết đánh rắn ở bụi cỏ này nó sẽ chạy trốn sang bụi cỏ khác, nhưng ông Trọng đánh động hết mọi bụi cỏ. Bụi cỏ nào ông Hoàng Trung Hải nấp lâu nhất trước khi vào Đảng ủy ở Hà Nội và chính phủ? Với vai trò nhiều năm làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công thương, rồi sau đó là 10 năm sát cánh cùng Nguyễn Tấn Dũng, thì có thể nói ông Hoàng Trung Hải lót ổ rất lâu ngày ở chính phủ. Bụi cỏ ở chính phủ thì rất rộng, ở đó có Vũ Huy Hoàng là cựu Bộ trưởng Bộ Công thương, nay đã bị sổ khám. Rồi Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son hiện nay cũng đang bóc lịch trong tù. Rồi dưới quyền Nguyễn Bắc Son là ông Trương Minh Tuấn cũng đang ngồi trong tù. Xa hơn nữa thì trước khi làm sếp Bộ Công nghiệp, ông Hoàng Trung Hải từ là sếp của Tổng Công ty Sông Đà. Được biết cả ông Đinh Đa Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh đều là người đã thành danh từ Tổng Công ty Sông Đà và sau đó chuyển sang PVN và dính sai phạm cho đến nay. Ở chính phủ, ông Hoàng Trung Hải làm Phó Thủ tướng thì ông Đinh Đa Thăng cũng làm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Những sai phạm của ông Đinh Đa Thăng đối với nhiều dự án thuộc quyền quản lý của chính phủ thì ông Đinh Đa Thăng gánh chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ Hoàng Trung Hải không chịu trách nhiệm hay sao? Đây là hình ảnh báo chí đăng ông Đinh Đa Thăng bị kết thêm án. Hoàng Trung Hải sẽ suy nghĩ như thế nào? Được biết vào ngày 17 tháng 3 năm 2021, báo chí nhà nước cũng đưa tin ông Đinh Đa Thăng bị phạt thêm 11 năm tù và bồi thường 200 tỷ đồng. Ông Đinh Đa Thăng bị kết tội chỉ định thầu trái quy định trong dự án Ethanol Phú Thọ. Tổng hợp với 3 bản án trước, hình phạt chung là 30 năm tù. Dự án này thuộc sự quản lý của chính phủ và trong đó ông Hoàng Trung Hải là Phó Thủ tướng phụ trách mảng xây dựng, dân dụng và công nghiệp. Hình phạt tù cho cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN Đinh Đa Thăng tính từ ngày bị bắt là 8 tháng 12 năm 2017. Tòa án Nhân dân Hà Nội đã nêu trong bản tuyên vào chiều ngày 15 tháng 3. Theo Bộ Luật Hình sự, tổng hình phạt của án tù có thời hạn sẽ không quá 30 năm. Cựu chủ tịch Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC Trịnh Xuân Thanh thì bị tuyên 10 năm tù với tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Cùng với 2 bản án trước, bị cáo đã chấp hành hình phạt chung thân. Như vậy là với việc thêm tội với Nguyễn Đức Chung, kết thêm án cho Đinh Đa Thăng, cả hai đều có liên quan ít nhiều đến Hoàng Trung Hải. Và đây được xem là hành động đánh cỏ động rắn của ông Trọng. Hoàng Trung Hải sẽ đối phó ra sao trong thời gian tới? Hiện nay Hoàng Trung Hải đang trú ẩn bằng cách im lặng. Tuy nhiên những chiến hữu quanh ông ta cứ bị ông Nguyễn Phú Trọng hết chồng thêm tội rồi lại đem ra xử. Cứ như ông Nguyễn Phú Trọng đang dọa cho Hoàng Trung Hải phải sợ xanh mặt rồi bắt vậy. Cũng giống như ông Nguyễn Phú Trọng đang chơi trò mèo vột chuột. Tuy nhiên ông Hoàng Trung Hải cũng là một tay lão luyện trên chính trường. Ông cũng biết so sánh và cân nhắc. Được biết với Đinh Đa Thăng, ông Nguyễn Phú Trọng lôi ra tòa rất nhiều lần để hành hạ cả tinh thần và thể xác ông Thăng. Ông Trọng cũng đã chồng lên đầu ông Thăng rất nhiều bản án. Tuy nhiên cho tới giờ thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ mới cách chức của ông Hoàng Trung Hải, chứ chưa hề khai trừ khỏi đảng như đã làm đối với ông Đinh Đa Thăng. Đây là hình ảnh bắt ông Hoàng Trung Hải là nhiệm vụ rất khó khăn của ông Nguyễn Phú Trọng. Đảng tịch là tấm hộ chiếu mà luật pháp bất khả xâm phạm. Quy tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng viên còn đảng tịch thì luật pháp không được đụng đến. Khi mà Nguyễn Phú Trọng đánh cỏ rất mạnh xung quanh ông Hoàng Trung Hải mà chưa chịu tước đảng tịch của ông Hải thì xem như ông Hải vẫn đang an toàn. Vậy câu hỏi là tại sao giữa ông Hoàng Trung Hải và Đinh Đa Thăng có tội như nhau mà ông Trọng chỉ tập trung vào đánh Đinh Đa Thăng như vậy? Câu trả lời đó chính là yếu tố Trung Quốc đã làm cho Nguyễn Phú Trọng phải chùn tay nể sợ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng quyền lực nhờ yếu tố Trung Quốc, nên ông biết yếu tố Trung Quốc uy lực đến cỡ nào.
Đó là lý do tại sao đến giờ này ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chần chừ, chưa dám sờ gáy ông Hoàng Trung Hải. Một số người am hiểu đã đánh giá rằng không phải ông Nguyễn Phú Trọng ngại ông Hoàng Trung Hải mà ngại yếu tố của ông Hải. Ông Hoàng Trung Hải là người Việt với 100% gốc Hoa. Ông đã có quan hệ rất gần gũi với Bắc Kinh qua thời gian làm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Người ta cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đánh động cỏ để xem phản ứng của Bắc Kinh như thế nào. Nếu bên kia bật đèn xanh thì bắt Hoàng Trung Hải, còn nếu bên kia chớp đèn đỏ thì phải dừng lại. Không biết sẽ tiến đến đâu. Tuy nhiên, sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng ngày càng yếu và đây là nhiệm kỳ thứ 3 ông làm Tổng Bí thư. Vậy cuối cùng, ông có bắt được Hoàng Trung Hải hay không? Đó vẫn là một câu hỏi và bỏ ngỏ đối với ông Nguyễn Phú Trọng, mà trong lúc này, cái lò của ông lại đang cần thêm rất nhiều củi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 3 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng dùng kế đà thảo kinh xà nhắm vào Hoàng Trung Hải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.